chưa? Đánh bắt ngữ pháp, bứt phá tiếng Anh. Let's go! Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương số 4, number 4, đại từ pronouns. Ok, vậy chắc chắn là trong trí tưởng tượng của chúng ta thì đã bao giờ mọi người từng tưởng tượng ra là đại từ là gì chưa nhỉ? Nếu như trong lớp 4 hay lớp 5 thì chắc chắn là các thầy cô đã dạy tất cả mọi người đó chính là đại từ là gì. Không biết là liệu các thầy cô đã dạy đại từ là gì hay chưa? Thế nhưng ngay ngày hôm nay thì Lan sẽ hướng dẫn tất cả mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau học đại từ. Ok, vậy chúng ta sẽ cùng nhau giải thích từ đại từ nghĩa là gì? Đại từ, đại nghe vẻ rất là to. Và từ là từ ngữ đúng không nào? Chắc là một từ nào đó rất là to rồi. Có vẻ là cứ như thế đi. Vậy đại từ trong tiếng Anh thì nó sẽ chia ra rất là nhỉ? Nó sẽ có 5 loại chính, đó chính là đại từ được chúng ta sẽ có là đại từ chủ ngữ, đại từ vân ngữ, đại từ sở hữu, tính từ sở hữu và đại từ phản thân. Vậy tổng cộng chúng ta sẽ có 5 loại như thế nhá. Vậy bây giờ mình xin mời tất cả mọi người, chúng ta sẽ cùng nhìn vào trong cuốn sách đánh bắt ngữ pháp bứt phá tiếng Anh của chúng ta. Mình đã kể cho mọi người 5 cái bảng đó rất là chi tiết rồi đúng không? Vậy chúng ta sẽ cùng nhau giải thích nghĩa một số từ đó nhá. Chúng ta có đầu tiên đó chính là đại từ chủ ngữ. Mình cứ viết ra để mọi người có thể hiểu được, nhưng trong cuốn sách giáo khoa của trong cuốn sách đánh bắt ngữ pháp bứt phá tiếng Anh mình đã ghi rất là rõ rồi. Chúng ta sẽ có đại từ chủ ngữ đó chính là những từ I, you, we, they, he, she và it. Ok, vậy chúng ta sẽ có 7 từ tương ứng để thay thế. Ví dụ chúng ta có ai. Một trong những cái điểm mà mình rất là thích trong tiếng Anh đó chính là sẽ không phải phân biệt quá nhiều, đó chính là bác rồi chú. Ví dụ như gặp Lan trẻ như thế này mà mọi người gọi là cô Lan. Ok, cô Lan có thể là cô giáo đi, rất là tôn trọng, nhưng khi đi ra ngoài mọi người vẫn gọi là cô Lan đúng không? Trời ơi, nghe vẻ được già quá, thôi gọi là chị Lan đi cho nó trẻ nha. Vậy chúng ta sẽ có hoặc là em Lan thôi cũng được đúng không? Vậy trong ngôn ngữ của tiếng Việt chúng ta khi mà gặp một người nào đó chúng ta đều phải hỏi tuổi để biết cách xưng hô, nhưng trong tiếng Anh hỏi tuổi người khác trong lần gặp đầu tiên đó chính là điều không nên làm. Thông thường là người Việt Nam sang, thông thường người nước ngoài sang Việt Nam chúng ta thì bây giờ người ta lại hay hỏi tên, hay hỏi tuổi để biết thì còn có ít cách xưng hô nữa. Thế nhưng mà thông thường ở nước ngoài thì tránh hỏi về tuổi này, hỏi về hôn nhân này, hỏi về tôn giáo, hỏi về kiểu như lương bổng các thứ đó, hỏi rất là nhiều thứ nữa, tránh nên hỏi nha. Vậy trong tiếng Anh người ta sử dụng mỗi hai từ thôi, đó chính là I and you hoặc là you and I. Nhưng trong tiếng Việt của chúng ta thì ôi dồi ôi, phải là cô gì chú bác rất là nhiều thứ đúng không? Đặc biệt là trong một mâm cỗ rộng và rất là nhiều người. Ôi con mời ông bà ăn cơm, bố mẹ ăn cơm, rồi các bác ăn cơm, anh chị ăn cơm, mời mời đủ, mời mời hết cả đến 30 giây vẫn chưa mời xong. Vậy thì mình rất là thích cách xưng hô trong tiếng Anh, đó chính là chỉ cần sử dụng đó chính là I and you, đó chính là tôi hoặc là bạn. Hoặc là đơn giản nha, chúng ta mời ăn cơm thì trong tiếng Anh mời ăn cơm thì rất đơn giản, sẽ chỉ cần một cái cụm từ thôi, đó chính là enjoy your meal. Enjoy your meal. Vậy trong tiếng Anh chúng ta sẽ chỉ cần sử dụng một từ rất đơn giản thôi, đó chính là enjoy your meal. Đó. Vậy bây giờ mọi người sẽ cùng nhìn từ enjoy your meal và đọc lại to với mình nha. Okay, so let's say enjoy. Enjoy your meal. Enjoy your meal. Enjoy your meal. Okay? Ví dụ ở nhà ba mẹ hoặc là tất cả anh chị em mà chúng ta đang xem, trưa nay chúng ta sẽ, hoặc là tối nay, hoặc là một lúc nào đó hoặc sáng cũng được, thì mọi người sẽ thử mời gia đình chúng ta bằng tiếng Anh nha, xem nó có khác gì hay không, chắc chắn là mọi người sẽ không hiểu đâu mà. Ok, chúng ta nói lại một lần nữa nào. Enjoy your meal. Đó, vậy đơn giản trong tiếng Anh mời rất là ngắn gọn như thế thôi, chứ không phải là cháu mời ông bà ăn cơm, bố mẹ ăn cơm, anh chị ăn cơm gì đó gì đó nha. Sử dụng mỗi từ nho thôi, đó chính là enjoy, chính là tận hưởng. Hoặc là ăn ngon miệng nhé, chỉ cần thế thôi, và meal là bữa ăn. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại đại từ chủ ngữ, chúng ta sẽ cùng ghi nghĩa nhá. Đầu tiên, I nghĩa là tôi, tức là thay thế cho bản thân mình. Chúng ta có thể xưng, ví dụ như thế là tôi chẳng hạn, hoặc là cô Lan thì rất là hay xưng mình với cả mọi người đúng không nào, xưng mình này. Chữ mình hơi xấu cho nên là mọi người sẽ chịu khó nhìn nhá. Hoặc là tiếp theo đó chính là tớ, đúng không? Tôi, mình, tớ, rồi tao, rồi cho rất là nhiều thứ. Và ngược lại thì chúng ta có you, đó chính là bạn này, rồi cậu, bạn, rồi cậu này, rồi mày đúng không? Có tao và có mày đúng không? Tớ, cậu, và mình với cả bạn, hoặc là tôi với cả anh gì đấy đúng không? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có từ we. We thì nó sẽ bao gồm có từ hai người trở lên, hai người trở lên. Vậy chúng ta sẽ dịch ra là chúng tôi hoặc là chúng ta.
Thế thì mọi người chú ý nhé, trong tiếng Anh chữ we nó sẽ thay thế cho thứ nhất là có thể là một ai đó này, sau đó em và sau đó là ai, thì mọi người sẽ làm bằng là we, ok. Và trong tiếng Anh thì mọi người nhớ đó chính là người ta luôn luôn để người khác ở đằng trước từ ai. Tại vì sao? Vì theo mình được biết, tự mình có thể suy ra đi, đó chính là người Anh, tức là người nước ngoài, khi sử dụng từ ai thì người ta rất là tôn trọng người khác, cho nên là người ta sẽ để cái từ nghĩa là người khác ở đằng trước từ ai, còn mình để ở đằng sau để thể hiện sự tôn trọng đó. Vậy ví dụ như chúng ta nói rằng là Lan and I chẳng hạn, Lan và tôi thì ... chúng tôi, và mọi người sẽ thay thế nó bằng chữ we đó, chúng tôi hoặc là chúng tớ, chúng ta hoặc tớ thì đó cũng được, hoặc là chúng mình cũng được, ok. Và tương tự ngược lại thì chữ they, tức là thề nhìn những người khác và chúng ta sẽ chỉ ra. Vậy they có nghĩa là họ hoặc là chúng. They thì sẽ thay thế cho chó vật hoặc là cho người nhá. Ví dụ mọi người nói rằng là bọn con chó thì kể, và những con chó thì kể chúng nó đang chơi đó, vậy chúng ta có thể dùng they thay thế cho con vật, động vật hoặc là vật gì đó cũng được. Hoặc they thì sẽ thay thế cho người, nhưng mà thông thường sẽ là người mà sẽ không có chữ ai đó, thông thường sẽ không có chữ ai nhá. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có từ he là anh ấy, rồi chú ấy, cậu ấy, rồi bác ấy, tóm lại thay thế cho tên của một người nào đó là nam giới nhá. Và chúng ta sẽ ngược lại, khác với nam giới thì đó chính là nữ giới. Chúng ta có she là cô ấy, rồi chị ấy, thím ấy, mợ ấy, không phải, miễn là thay thế cho nữ giới và nhớ là một người. Cuối cùng là it là nó. Chúng ta dùng I, you, we thay thế cho người. Vậy nếu như một vật thì mọi người sẽ không dùng they mà phải dùng là từ it, đó chính là nó. Rồi, vậy bây giờ chúng ta đã cùng nhau giải quyết xong đại từ chủ ngữ. Vậy mọi người phân vân là không biết đại từ chủ ngữ nó sẽ đứng vị trí như thế nào. Ok, mọi người cứ ghi lên thế đã nhá. Thì nữa mình sẽ lấy ví dụ cho mọi người. Mọi người sẽ chỉ cần biết là đây là đại từ chủ ngữ. Sau đây mình sẽ cùng sang phần đại từ tân ngữ. Đại từ tân ngữ. Vậy đại từ tân ngữ và đại từ chủ ngữ là gì? Tí nữa mình sẽ cùng giải thích một cấu trúc câu cho mọi người. Chúng ta vẫn có I nhưng sẽ chuyển thành là me, vẫn có nghĩa là tôi. You vẫn là you giữ nguyên. We là us. They thì sẽ là them. He là him. She là her. Và it thì vẫn là it. Thế nhưng không biết hoa nha. Ok. Rồi, vậy bây giờ chúng ta nghĩa này, mọi người nhớ nha, nghĩa giống hệt nhau luôn, không có sự thay đổi gì cả. Nhưng tuy nhiên thì vị trí trong câu nó sẽ khác nhau. Ví dụ, chúng ta sẽ có như sau. Mình sẽ có một câu nha. I like him. I like him. Và tiếp theo, he likes me. Ok, I like him. Ok, and he likes me. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn nhá. Tất cả các đại từ chủ ngữ thì sẽ đứng làm chủ ngữ trong câu. Mọi người biết thế nào là chủ ngữ và vị ngữ trong tiếng Việt rồi, đúng không? Và chủ ngữ thì sẽ ký hiệu là chữ S, viết tắt của chữ subject. Ok, subject đó chính là chủ ngữ. Vậy mọi người có thể ghi nhé, ở đây đó chính là đại từ chủ ngữ thì luôn luôn đứng làm chủ ngữ trong câu, và mình đã định nghĩa ở phía dưới rồi, đúng không? Tiếp theo đó chính là đại từ tân ngữ, thì chúng ta sẽ cùng quan sát. Tân ngữ sẽ viết tắt của từ object. Object đó chính là tân ngữ. Object còn có nghĩa là đồ vật, hoặc là có nghĩa là chính là phản đối điều gì đó. Vậy mọi người cùng quan sát, tất cả những đại từ tân ngữ thì sẽ đứng đằng sau động từ. Vậy đại từ tân ngữ thì sẽ đứng đằng sau động từ. Vậy tất cả những cái chỗ như thế này thì chúng ta sẽ ký hiệu đó chính là tân ngữ đứng đằng sau động từ. Okay, vậy bây giờ mọi người sẽ quan sát nhỉ. I like him. Tôi thích anh ta, thì mọi người không thể cho chữ he ra đây. Mọi người không thể nói rằng là I like he. Đó, không được dùng chữ he. Mặc dù là cả he và him đều nghĩa là anh ấy, nhưng không được cho từ he vào đây, mà buộc phải dùng him vì đây là vị trí của tân ngữ. Tương tự, he likes me thì mọi người không thể dùng, đó chính là him likes I. Đó, mọi người nhớ nhá. Mặc dù cùng là tôi đấy, nhưng mà chỗ này thì buộc phải dùng me chứ không được dùng I. Và chỗ này cũng là anh ấy, nhưng không được dùng là him mà phải dùng là he, vì đây là vị trí chủ ngữ. Vậy qua đây chúng ta đã hiểu rất là rõ thế nào là đại từ tân ngữ và đại từ chủ ngữ rồi. Xin mời mọi người sẽ sang phần thứ ba, vẫn liên quan đến phần đại từ. Chúng ta sẽ có đó chính là về phần tính từ sở hữu. Ok, tính từ sở hữu. Chúng ta sẽ có tính từ sở hữu. Trong concept thì cũng đã ghi rất là rõ rồi, đúng không? Chúng ta có này, vậy sở hữu, sở hữu tức là gì? Tức là mọi người có cái gì đó và thuộc về của mọi người. Okay. Vậy chúng ta có I là tôi, me cũng là tôi. Bây giờ của tôi thì sẽ là gì? Chúng ta sẽ có từ my. Okay. Tiếp theo của bạn là your, của chúng tôi là our, của họ là their, của anh ấy là his,
của cô ấy là her và của nó là its. Chúng ta sẽ thêm thêm chữ s vào nhá. Vậy nó có sự thay đổi như sau: you, you thì thêm chữ r rồi đúng không? Nhưng our quên rất là khác lạ. There thì vẫn giữ nguyên thêm chữ er này. His thì thay bằng chữ s và her thì vẫn giữ nguyên bằng is thì thêm chữ s thôi. Tóm lại cũng khá là dễ học những cái từ như thế này. Vậy tất cả những cái này đều có nghĩa là của ai đó, của tôi, của bạn, của chúng ta, của chúng tôi, của họ, của chúng, của anh ấy, của cô ấy và của nó. Vậy mọi người cùng chú ý này, đó chính là sau tất cả các tính từ sở hữu này, chúng ta buộc phải có một danh từ đi kèm. Danh từ đi kèm. Vậy mọi người lại hỏi thế danh từ là gì? Mọi người vui lòng học lại bài số chương 3. Không phải bài, đó chính là bài đầu tiên mình đã dạy mọi người đó. Chương 3 đó chính là danh từ. Ok. Vậy chỗ sau chỗ này mọi người nhớ nhá, đó chính là một danh từ đi đằng sau tính từ sở hữu. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sang, mình sẽ tính nhá, mọi người sẽ phân biệt cho mọi người là nó khác với cả đại từ sở hữu như thế nào. Đại từ sở hữu thì sẽ khác với tính từ sở hữu như thế nào. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục nhìn vào trong sách của chúng ta. Mình đã kể rất là rõ rồi, mọi người có thể viết lại hoặc không viết lại cũng được nha. Chúng ta có của tôi khi này thì mọi người không giữ nguyên là của tôi như thế kia mà sẽ là mine đó. Của bạn thì sẽ cho thêm từ yours. Của chúng tôi, chúng ta thì thêm chữ s. There cũng thêm chữ s. His giữ nguyên vì đã có sẵn chữ s rồi. Her cho thêm s vì chưa có. Và is cũng giữ nguyên vì đã có sẵn chữ s rồi đó. Vậy bây giờ mọi người nhìn thấy đó chính là nó có sự thay đổi như sau. Gần như tất cả những cái cột bên này thì mọi người thêm chữ s đó, chỉ có her, his và s rồi thì không thay đổi. Nhưng my này thì phải chuyển thành là mine. Không hiểu tại sao trong tiếng Anh lại có sự thay đổi như thế. Thế nhưng chúng ta sẽ cùng quan sát nhá. Ngày xưa ấy, hồi mà mình học còn cấp 2, thế là mẹ mua một cuốn từ điển như thế này này, mua cho hai cuốn từ điển, một cuốn Anh Anh, một cuốn Anh Việt. Thế là mình tra cuốn từ điển Anh Việt thì tra cái từ mine, thế thì nó ra có nghĩa là mình, tức là nó sẽ có nghĩa đó chính là của tôi, chỉ ra một cái nghĩa là của tôi thôi. Ví dụ như thế là anh ta đang đi ra chiến trường nó nổ, thế chẳng nhẽ anh ấy đang đi ra chiến trường của tôi nó nổ, mình cứ băn khoăn mãi mà thôi, chắc là từ này nó sai rồi. Thế sau đó thì mãi cho đến lúc mà khi lên đại học, bây giờ mới bắt đầu có kiểu có điện thoại các thứ ấy, có hoành tráng hơn, thì bây giờ mới mở mạng ra. Ngày xưa nhà cũng không có máy tính, thế là bây giờ mới mở mạng ra, hóa ra là mine có nghĩa là quả mìn, tức là khi mà anh ta đang đi ra chiến trường, quả mìn nó nổ đó, tức là như thế. Vậy chữ mine và nghĩa là của tôi ra thì có nghĩa là mìn đó, chúng ta dịch ra là mìn, mi huyền mìn đúng không? Vậy rất giống như từ mai của chúng ta. Ok, vậy chúng ta sẽ có đại từ sở hữu này, cũng có nghĩa là của tôi, của bạn, của chúng tôi, của họ, của anh ấy, của cô ấy và của nó. Thế thì nó sẽ khác gì với cái này và tại sao tiếng Anh thật phức tạp như thế? Ok, thôi chúng ta không biết tại sao phức tạp, tóm lại chúng ta sẽ học thôi. Điểm khác biệt này, sau các tính từ sở hữu mọi người luôn luôn phải có danh từ, nhưng sau đại từ sở hữu thì không bao giờ có danh từ để bổ nghĩa cho cái đại từ sở hữu này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lấy một câu ví dụ nhé. Mình sẽ xóa cái hai cột đầu tiên kia để mọi người sẽ, vì cái bảng nhà mình nó hơi nhỏ đúng không? Vậy mọi người sẽ cùng quan sát, mình sẽ lấy hai ví dụ đầu tiên nhé, vì chúng ta đã hiểu rất là rõ về bản chất của hai cột đầu tiên rồi. Mình sẽ có cái câu như sau nha. Đây là cái bút của tôi. This is my pen. This is my pen. Và tiếp theo, cái bút này là của tôi. This is my pen. Cái bút này đúng không? This pen is mine. This pen is mine. Okay. This pen is mine. Đó. Vậy chúng ta sẽ cùng quan sát cũng là hai câu trong tiếng Anh. Thế bây giờ mọi người sẽ tìm thấy đó chính là điểm khác biệt là gì nhỉ? Đây là cái bút của tôi. Okay. Đây là cái bút của tôi. Vậy khi sử dụng cái bút của tôi thì mọi người nhớ, mọi người không được dịch ra là cái bút của tôi đó chính là pen mine. Chúng ta sẽ không được nói là pen mine như thế này, cái bút của tôi, không được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, mà chúng ta phải đảo ngược lại vì tiếng Anh nó sẽ ngược với tiếng Việt. Đó, mọi người sẽ nhớ là đảo từ cho nhau nha. Vậy mọi người đặt câu này, đây là cái bút của tôi thì chúng ta sẽ phải dịch ngược lại. Vậy thì khi chúng ta đảo nó lên, cái bút này, vậy là phải là này cái bút đó, là của tôi. Vậy mọi người cùng quan sát sau chỗ chấm, sau cái chữ của tôi này nó không có cái danh từ nào cả. Đó, vậy cho nên là chúng ta phải sử dụng
đại từ sở hữu ở đây có nghĩa là của tôi. Ví dụ đây là cái bút của cô ấy, thì khi đó mọi người sẽ phải cho chữ her sang đây chứ không được cho chữ her ở đây. Vậy khi đó mọi người, đây là cái bút của cô ấy, hoặc là cái bút này là của cô ấy, thì chúng ta sẽ cho chữ hers vào đây. Thế ở đây, đây là cái bút của tôi, thì khi đó mọi người không được sử dụng chữ mine ở đây thay cho chữ my, mà buộc phải dùng chữ my pen, vì sau nó, đúng không, có một danh từ. Vậy tóm lại mình nhắc lại lần nữa là chính là sau tính từ sở hữu buộc có danh từ, còn sau đại từ sở hữu thì sẽ không có danh từ bổ nghĩa nhá. Ok, vậy chúng ta đã cùng nhau đi qua đó chính là bốn loại của đại từ, và cuối cùng chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đó chính là đại từ phản thân. Đại từ phản thân, không biết tại sao lại người ta gọi là đại từ phản thân nữa. Vậy chúng ta sẽ có như sau. À, rất sorry mọi người, đó chính là trong cuốn sách của mình, đó chính là đánh bắt ngữ pháp bứt phá tiếng Anh, thì mình có soạn trong lúc đang buồn ngủ, cho nên là không hiểu tại sao nữa, tại sao mà có thể viết chữ của tôi thành chữ là ourselves như thế này nữa. Rất sorry mọi người, và mọi người sẽ có thể chữa lại cho mình nhá. Một số sách thôi thì sẽ mọi người sẽ chữa lại. Vậy mọi người sẽ gạch bỏ chữ ourselves và viết thành là myself, ok? Vậy thế mới có cái để nói đúng không? Và cô Lan úi dồi dễ như thế là cô Lan rất xa. Rất sorry mọi người và mong mọi người thông cảm với mình. Cái kiến thức này là quá đơn giản thôi, tại chỉ đơn giản là do lúc đó mình đang buồn ngủ và lúc soát lại thì không thể nào mà nhìn ra được cái lỗi sai như thế này, và cũng chưa nhờ có ai e chích hộ cho nên là cũng chưa thể tìm ra lỗi sai. Sau này những cái bản luận bản lần sau thì mình hy vọng là có thể sửa sai nữa nhá. Mọi người thông cảm nha. Vậy chúng ta tiếp tục này. Vậy của tôi, chính tôi thì chúng ta sẽ có từ myself. Chính bạn thì sẽ có từ yourself. Và cách viết thứ hai đó chính là yourself số nhiều, yourselves. Ourself, ok, ourselves luôn luôn số nhiều vì là chúng tôi mà. Themselves, himself chứ không có hisself. Herself và itself. Vậy chúng ta có từ self ở đây có nghĩa là tự làm gì đó, tự làm gì đó. Và đặc biệt chúng ta hay nói là selfie đúng không? Selfie, đấy, selfie thì đó chính là tự chụp ảnh. Đó, vậy let's selfie, vậy chúng ta sẽ cùng nhau chụp ảnh đi. Vậy selfie không chỉ là một danh từ mà còn là động từ nữa. Hãy chụp ảnh, hãy tự sướng nào. Rồi, vậy chúng ta sẽ cùng nhau dịch nha. Chính tôi, chính bạn, chính chúng tôi. Khi này mọi người đừng dịch ra là chính của bạn nhé, mà chỉ ra là chính bạn thôi. Yourself là chính bạn, tức là một bạn. Ví dụ như thế là trong một lớp học chẳng hạn, thì mình có nói rằng là chính bạn kia đúng không, chính em đúng không. Thế nhưng khi mình muốn nói là cả lớp học, chính các em, thì khi đó chúng ta sẽ dùng từ đó chính là từ yourself đó, yourself. Còn ourselves đó chính là chính chúng ta, chính chúng tôi. Themself là chính họ, himself là chính em ấy, herself là chính cô ấy, và itself là chính nó. Ok, vậy cách dùng của cái từ này là như thế nào? Thực ra là trong tiếng Anh thì từ này nó sử dụng khá là đa dạng. Ví dụ như chúng ta nói như sau, chính tôi đã làm điều đó. Bây giờ mình sẽ xóa bỏ cột bên này nhá. Ok, chúng ta sẽ nói như sau, chính tôi đã làm điều đó. I myself do it. Thì đơn giản là nhấn mạnh vào chính tôi thôi. Ok, chính tôi làm điều đó, chính tôi là người đã làm điều đó. I myself do it. Ok, nhưng mà tức là khi đó mọi người có thể là thú nhận chính tôi làm điều đó nhá. Thế đứa nào đã như thế. Ok, chính con đã làm điều đó đúng không, chính con chúng ta thú nhận điều đó. Ok, thế nhưng mà khi chúng ta có nói là tự mình, tự tôi đã làm ra những cái điều này, ví dụ như cô Lan, ví dụ Lan nói như sau, đó chính là tự Lan đã thiết kế ra cái phòng học như thế này chẳng hạn đó. Thế thì khi đó chúng ta sẽ có một cái công thức ở cột số 5 mình đã có viết ra cho mọi người rồi, đó chính là chúng ta sẽ có công thức, đó chính là by oneself. Ok, by oneself thì sẽ bằng với cả by oneself đúng không, thì sẽ bằng với cả by one's own, hiểu có phải không nhỉ? By myself chứ đúng không, by myself tức là những cái từ cột số này này, by myself gì gì đó đúng không. Đấy, và on one's own đó chính là của ai đó, by my own, by myself. Tức là by sẽ cộng với cả một trong những cái đại từ phản thân này này, sau đó sẽ là on one's own đó. Vậy chúng ta sẽ có như sau, ví dụ mọi người nói rằng là tự tôi đã làm ra một cái chiếc túi chẳng hạn, thì khi đó chúng ta sẽ bỏ chữ myself ở đây và mọi người sẽ nói rằng là I do it by
Myself, tức là chúng ta muốn nhấn mạnh vào bản thân mình là người đã tạo ra cái đó, vậy là sẽ là myself. Hoặc chúng ta có thể sử dụng như sau, đó chính là I do it on my own. Vậy trong cả hai câu này thì đều có nghĩa là tự làm điều gì đó. Rồi, đó chính là về liên quan đến đại từ bản thân của chúng ta. Rồi, vậy trong ngày hôm nay chúng ta đã học được hai phần, đó chính là phần đầu tiên thôi, đó chính là chúng ta học được năm câu, cứ năm cái cấu trúc, đó chính là đại từ chủ ngữ, đại từ tân ngữ, đại từ sở hữu, tính từ sở hữu và đại từ bản thân. Hy vọng rằng là chúng ta đã có được rất là nhiều kiến thức. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai của bài đại từ ngày hôm nay, đó chính là liên quan đến đại từ bất định. Vậy chúng ta hỏi là tại sao chúng ta lại học đại từ bất định nhỉ? Và đại từ bất định thì nó là cái gì? Chắc chắn là trong phần giải thích, đại từ bất định là có chữ bất định rồi. Mọi người thấy là nó có sự ổn định không? À, chắc chắn là không rồi. Khi chúng ta không xác định được người đó là ai thì chúng ta sẽ sử dụng các đại từ bất định trong tiếng Anh. Vậy thì trong tiếng Việt chúng ta sẽ gọi nó là những từ nào? Ví dụ chúng ta nói rằng là ai đó, someone like you. Chúng ta có một bài hát của ca sĩ Adele, đó chính là someone like you. Vậy chữ like ở đây không có nghĩa là thích đâu mọi người nhá, mà chữ like ở đây sẽ có nghĩa là như là someone like you, tức là chợ ai đó trông giống, nghĩa là giống như thể là anh đó, someone like you đó. Vậy trong cái bài này ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các từ, đó chính là someone, một ai đó, rồi mọi người. Mọi người có biết là mọi người là ai không hả? Không biết mọi người là ai cả. Vậy chúng ta sẽ cùng có một cái bảng sao cho mình nhá. Trong cuốn sách của chúng ta, đấy, bắt ngữ pháp bước vào tiếng Anh thì mình không có kẻ bảng, mà mình sẽ chỉ giải thích nghĩa cho mọi người thôi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng một kẻ một cái bảng sao cho mình. Đấy, chúng ta sẽ có chia ra làm các cột như sau. Ok, mình sẽ có 3 phần nhá. Mình sẽ có các cột này. Rồi, đầu tiên đó chính là trong câu khẳng định, trong câu phủ định và trong câu hỏi. Mình sẽ kể lại một chút vì cái cột đầu tiên nó sẽ chiếm nhiều diện tích hơn. Mọi người có thể kể lại nhá. Nó có thể chiếm nhiều diện tích hơn này. Rồi. Và ở đây thì mình sẽ chia ra làm các cột. Ok. Ở đây thì mình sẽ chia ra làm các cột, đó chính là đầu tiên là chỉ người. Thứ hai đó chính là chỉ vật. Và thứ ba là chỉ nơi chốn. Đó. Vậy đầu tiên chỉ người, chúng ta sẽ có các từ kết hợp với nó, đó chính là từ đầu tiên, đó chính là someone, một ai đó. Vậy tương tự chúng ta sẽ có, đó chính là somebody. Và từ này thì người ta hay viết tất cả chữ sub. Vậy sub là gì? Somebody. Và tiếp theo chúng ta sẽ có là everyone và everybody. Đó. Vậy chữ every có nghĩa là mọi này, còn some là một vài, chúng ta đã học trong bài số 1 rồi. Và cuối cùng chúng ta sẽ có là no one và nobody. Đó. Mọi người nhớ nhá, cái chữ no one này này thì nó sẽ không bao giờ đứng viết liền với nhau. Tất cả các từ này đều viết liền, nhưng riêng cái từ đó chính là từ no one thì không bao giờ viết liền với nhau. Vậy no one và nobody đều có nghĩa là không ai cả. Vậy câu khẳng định là gì? Đó chính là câu mà chúng ta khẳng định cái gì đó là đúng, là có. Còn câu phủ định thì mọi người sẽ nhận thấy là nó luôn luôn có chữ not nhá. Còn câu hỏi thì chắc chắn là có dấu hỏi rồi, ok? Vậy chúng ta sẽ có các từ là someone, somebody, rồi những cái này thông thường sẽ sử dụng trong câu khẳng định. Và đôi khi thì chữ everyone và everybody có thể sử dụng trong câu hỏi, ok? Everyone và everybody có thể sử dụng trong câu hỏi. Ví dụ trong lớp học chẳng hạn, ví dụ cô giáo hỏi là thế tất cả các em đã hiểu chưa? Does everyone understand? Thế tất cả các em đã hiểu bài chưa? Vậy khi đó thì chữ everyone có thể sử dụng trong câu hỏi. Vậy thì những cái quy tắc như thế này thì có thể là đúng, có thể là sai. Không có thể sai mà nó đúng, nhưng mà không phải lúc nào cũng là toàn bộ hết nhá. Cho nên chúng ta tùy vào từng câu để mọi người dịch nghĩa. Tiếp theo chúng ta sẽ có liên quan đến câu phủ định thì mọi người sẽ có đấy là anyone và anybody. Không có everyone hay là anybody hay là no one, nobody đấy nhá, mà chỉ có anyone và anybody, tức là bất kỳ ai và bất cứ ai đó, mọi người có thể ghi nghĩa ra. Sang tiếp theo về phần vật chúng ta sẽ có đó chính là something. Từ này rất là quen đúng không? Và something thì trong tiếng Anh hay viết tắt là cái stutter, không phải stutter nào, là something đó. Tiếp theo đó chính là từ everything.
chúng ta có một bài hát đó chính là Every My Everything đúng không? You Are My Everything của Tiên Tiên à. Rồi và nothing, đấy nothing thì để được liên đến với nhau nha. Something là một cái gì đó, everything là mọi thứ và nothing là không có cái gì cả. Đó. Và tiếp theo sang đây thì chúng ta sẽ có đó chính là anything. Anything là bất cứ cái gì. Và trong câu hỏi, mọi người chú ý nhá, trong câu hỏi thì cả cái cụm như thế này thì nó đều được sử dụng trong câu hỏi. Và anything cũng tất cả được sử dụng trong câu hỏi. Hoặc là tương tự chúng ta có từ everything thì cũng sẽ sử dụng trong câu hỏi, đôi khi xảy ra như thế. Và cuối cùng chúng ta sẽ có nơi chốn, chúng ta sẽ có đó chính là somewhere. Somewhere. Tiếp theo đó chính là everywhere. Everywhere. Và cuối cùng đó chính là nowhere. Vậy where tức là ở đâu đó. Chúng ta có somewhere đó chính là một nơi nào đó, everywhere là bất mọi nơi, và nowhere là không nơi nào. Không nơi nào trên thế giới này lạch bằng trái tim của con người. Đôi khi chúng ta sẽ có những người kiểu rất là ích kỷ này, rồi rất những người kiểu chưa biết thương đúng không? Thì chúng ta sẽ có là không nơi nào lạnh giá bằng trái tim của con người đúng không? Vậy chúng ta sẽ có từ nowhere, ok? Còn anywhere là somewhere là mọi nơi, một nơi đó. Đấy. Vậy tiếp theo sang tương tự bên này chúng ta sẽ có đó chính là anywhere. Rồi. Và tương tự trong câu hỏi thì anywhere cũng sẽ sử dụng ở đây. Và everywhere thì đôi khi cũng sẽ sử dụng trong câu hỏi. Vậy đó chính là về các đại từ của chúng ta nhé. Còn về phần bài tập thì trong cuốn sách Đánh bắt ngữ pháp bất phải tiếng Anh, mình đã có phần bài tập rất là chi tiết ở đó. Mọi người có thể mở sách giáo khoa đi. Tại vì coi như cuốn đó là cuốn sách giáo khoa đi đúng không? Vì mình đã soạn rất là chi tiết cả một bài tập. Nhưng thực ra sách giáo khoa thì sẽ ít khi có bài tập đúng không? Mà chỉ có vở bài tập thì mình có thôi. Vậy chúng ta sẽ cùng mở cho mình sang trang 40 mấy ta. Chờ một xíu nha. Mình đang đi tìm đây. Ok, wait. Rồi, đã thấy rồi. Rồi, chúng ta sẽ cùng mở cho mình sang sang trang số 56 à 57. Trang 57 thì chúng ta sẽ có bài tập 1 la mã, đó chính là điền 4 từ someone, anyone, no one và everyone, 4 từ đó vào chỗ trống. Vậy về nhà mọi người sẽ làm bài tập 1 la mã nhá. Tiếp theo đó chính là bài tập số 2 la mã. Chúng ta sẽ điền các từ này thì đó mọi người chưa được có học. Và bài 3 la mã đó chính là điền các từ I, you, we, they, he, she. Mình sẽ giúp mọi người làm câu số 1 nhá. Cách làm câu số 1 nó sẽ như sau. Mọi người sẽ mở bài 3 la mã. Thực ra cái bài đó là bài 2 la mã ở một số sách. Mình lại tiếp tục lúc buồn ngủ gõ, thế là gõ sai vậy. Sẽ có 2 bài 2 la mã cơ. Vậy mọi người sẽ sửa cho mình cái bài thứ 3 thành là bài 3 la mã nhá, chứ không phải là 2 la mã. Mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm bài 3 la mã trắc nghiệm như sau. Bài 3 la mã trắc nghiệm câu số 1. Chúng ta có này, who can tell chấm chấm chấm. Who can tell, who can tell chấm chấm chấm. The correct answer. Đó. Ai có thể nói cho cô biết đáp án đúng là gì hay không? Lại tiếp tục cái câu này đúng không? Cái câu này thì nó là câu hỏi, cho nên mọi người đánh cho nên mình một cái dấu hỏi vào nữa nhá. Ok. Who can tell chấm 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 the correct answer. Vậy chúng ta sẽ có 4 đáp án. A đó chính là me. A là me, B đó chính là your, từ này gọi là your mọi người nhá. C là we và D là a. Vậy mọi cùng quan sát cho mình này, vị trí chỗ trống này có phải là vị trí ở đầu câu không? Không phải, cho nên chúng ta sẽ loại bỏ tất cả những cái từ nào mà là đại từ chủ ngữ. Vậy chúng ta loại bỏ đáp án C đó chính là đứng làm chủ ngữ này, và loại bỏ đáp án D đó chính là A cũng đứng làm chủ ngữ. Vậy bây giờ chúng ta phân vân giữa hai đáp án là đáp án A và đáp án B. Mọi người nhận thấy dòng phát chúng ta sẽ có từ me đó chính là tôi, đó chính là vị trí của từ ngữ. Còn ai mà học nhiều rồi thì mọi người sẽ biết đó chính là chữ you phải R là viết tắt của chữ you are. Vậy you are thì đây là động từ và đây chính là chủ ngữ, chúng ta cũng loại bỏ đáp án B. Vậy trong câu trắc nghiệm này chúng ta sẽ chọn từ đáp án đúng là chính là đáp án A đó. Vậy đó chính là bài tập 3 la mã trắc nghiệm. Còn những bài tập kia thì mình hy vọng rằng là mọi người sẽ làm được. Phần cuối cùng mình muốn hướng dẫn mọi người đó chính là bốn từ sau nhá. Vậy về nhà mọi người sẽ là bài 1 la mã này, bài 3 la mã và bài 2 la mã. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người phần sử dụng từ another rồi other và the other thì chúng ta sẽ làm bài nhá.
Chúng ta sẽ có phần bài tập tiếp theo, đó chính là cách sử dụng bốn từ. Đầu tiên đó chính là another. Tiếp theo đó chính là the other. Rồi others. Và the others. Đó. Vậy cái này nó liên quan đến cả mạng từ cơ, và mình vẫn chưa có dạy mọi người về mạng từ, nhưng thôi chúng ta cứ hình dung với nhau nhá. Trong chương số 4 thì mọi người sẽ cùng học về, đó chính là về mạng từ, thì sẽ hiểu hơn cái phần này. Nhưng bây giờ mình vẫn giải thích cho mọi người. Đầu tiên chúng ta có another, tức là một cái khác, một cái gì đó khác. Ví dụ chúng ta nói rằng là chúng ta đi ra một cái cửa hàng chẳng hạn, và chúng ta trên bàn chúng ta có một cái bát khác, có một cái bát rồi, thế nhưng bát đó nó khá là bẩn, thế là mọi người vẫy tay gọi bồi bàn đúng không? Đó, mọi người ạ. Ok, give me another, cho tôi một cái bát đi, cho tôi một cái khác đi. Và khi đó thì chữ another mọi người có thể có danh từ đi đằng sau hoặc không có cũng được, nếu như cái vật đằng trước nó đã có rồi. Đó, thì chúng ta sẽ nói là cho tôi một cái khác đi, give me another. Ok, vậy chúng ta có thể sử dụng một cái danh từ đằng sau ở đây cũng được và không cần cũng được nhá. Vậy tiếp theo, the other tức là một cái khác, tức là đã xác định rồi. Ví dụ mình có hai câu như sau, đó chính là I have two pants. Ok, I have two pens. Tôi có hai cái bút. One is blue. Một cái thì là màu xanh, và cái còn lại, vậy chúng ta có chữ the other tức là một cái còn lại, thì nó sẽ là màu black chẳng hạn, đúng không? Is black. Đó. Vậy mình có hai cái bút, một cái là màu xanh và một cái là màu đen. Vậy mọi người nhớ nhá, khi mà chỉ có một vật thôi và đã xác định được rồi, tức là phần đầu tiên đã được nhắc tới là có hai cái bút đúng không, một cái là màu xanh và một cái là màu đen, thì khi xác định rồi một cái còn lại và đã biết rồi thì chúng ta sẽ dùng, đó chính là một cái là dùng the other. Vậy sau the other mới có thể có danh từ hoặc là không có cũng được nhá. Và tiếp theo, others là những cái khác, những cái khác. Đó. Trong bảng, trong cuốn sách của chúng ta, mình cũng đã kể rất là chi tiết rồi. Mọi người sẽ cùng, mình không có kể, nhưng mà mình đã ghi rất là chi tiết ở trang số 56. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại nhé. Vậy chúng ta sẽ có là others là những cái khác. Vậy sau others, mọi người nhớ này, đó chính là không có danh từ đi đằng sau nó. Không có danh từ đi đằng sau nó nhé. Đó. Vậy chúng ta sẽ có, đó chính là một công thức này, đó chính là chữ other không thôi thì sẽ cộng với danh từ số nhiều thì sẽ bằng với cả others, tức là những cái khác. Và the others là những cái còn lại, những cái còn lại, những cái còn lại nhá. Và the others thì sẽ bằng với cả the other cộng với cả một cái danh từ số nhiều, cũng là những cái còn lại. Đó. Vậy nếu như ở đây the other thêm chữ s thì sẽ bằng với cả the others, còn others không thôi thêm chữ s là tức là những cái khác. Đó. Vậy thực ra những cái câu như thế này thì mọi người sẽ dịch ra thôi, nó sẽ thay thế cho những cái còn lại và đã xác định rồi. Đó. Vậy sơ sơ qua như thế nhá. Vậy chúng ta đã hiểu được thế nào another, the other, others và the others rồi. Để làm được bài tập thì chúng ta sẽ cùng làm cho mình, đó chính là vào bài 2 la mã điền từ thích hợp vào chỗ trống. Mình sẽ làm cho mọi người câu số 1 nhá. Câu số 1 này mọi người sẽ nhìn vào sách. Chúng ta sẽ có câu như sau: Jack has only two suits. Jack thì có hai bộ com lê. Ủa, a blue one, một cái thì màu blue này, a gray one, một cái là màu xám. His wife wants him to buy. Và vợ của anh ta thì muốn anh ta là mua chấm 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 cái khác. Vậy một cái khác hay là những cái khác? À vậy chắc chắn là ở đây mua thôi, chứ one thôi là một rồi đúng không? Vậy muốn mua một cái khác thì đó là không xác định, thì mọi người sẽ dùng là another one. Vì chúng ta hay có chữ one thì với chữ another. Và ngoài ra nữa, cuối cùng chúng ta sẽ có, đó chính là cách sử dụng của một số từ, như thể là each other là lẫn nhau giữa hai người này. One another là lẫn nhau nhưng mà giữa ba người trở lên. One another là theo sau một ai đó, hoặc là one after another là lần lượt người này đến người kia. Ok. Rồi, vậy là trong bài ngày hôm nay của chúng ta đã học được ba chủ điểm, đó chính là về các đại từ. Ok. Thứ hai đó chính là cách dùng của đại từ bất định, và thứ ba đó chính là cách dùng của another, the other, others và the others. Ok. Rồi, bài tập của chúng ta mọi người sẽ làm hết, và trong video số 4 thì mình sẽ chữa toàn bộ tất cả đáp án cho mọi người nha. Mọi người nhớ là làm bài tập đầy đủ, chính xác, cố gắng lên nha. Từ nào mới thì mọi người nhớ check note lại, và chúng ta sẽ học từ mới đó. Rồi, bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Thank you so much and goodbye.